thời gian để ở lại dự bữa tiệc đầu năm mới của chúng ta. Một năm đã qua đi với rất là nhiều những khó khăn, vất vả và tình thương dành cho tất cả các bạn nhỏ. Và ngày hôm nay là ngày của chúng mình. Chúng ta sẽ có một bữa tiệc thật vui vẻ để chào đón một năm mới với thật nhiều thành công, nhiều niềm vui đến với Bi và tất cả các giáo viên nhân viên của chúng mình. Xin cảm ơn.